Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào, dạy tốt, học tốt. Ghi nhận về trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt sẽ mở đầu chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi. Đây là một tiết học mỹ thuật ở trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vũng Tàu, hết sức sinh động. Những tiết học thực tế như thế này đã được nhà trường thực hiện từ hơn một năm nay với nhiều môn học khác nhau. Khi mà học trong lớp thì chúng em chỉ được nhìn thấy những đồ vật, phong cảnh qua tranh ảnh và qua sự hướng dẫn của thầy. Nhưng mà khi chúng em được ra ngoài trời thì chúng em được nhìn thấy cảnh thiên nhiên bằng chính mắt của mình và chính cái sự thoáng đãng của thiên nhiên và sự không khí trong lành của thời tiết đã giúp chúng em có được cái tinh thần sảng khoái và vơi đi được sự căng thẳng và áp lực trong học tập. Em thấy học ở ngoài trời là rất là thú vị và vui vẻ. Chúng ta có thể vẽ được những bức tranh mà mình muốn và nhờ cái không khí thoáng đãng của thiên nhiên giúp cho chúng ta có tinh thần thoải mái hơn sau những tiết học căng thẳng. Và em cũng rất thích các tiết hoạt động ở các tiết học ở ngoài trời như thế này đã mang lại rất nhiều bổ ích cho chúng em sau những tiết học mệt mỏi. Trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt trên địa bàn phường 5 thành phố Vũng Tàu được thành lập từ năm 2013. Trường xây dựng trên núi nên quang cảnh ban đầu còn rất hoang sơ, thiếu cây xanh, cổng trường chưa có, lối lên trường dốc thoai thoải, trước và sau khuôn viên trường đất đá cỏ dại bao phủ. Với mục đích thực hiện một mô hình trường học thân thiện, tạo môi trường học tập gắn với thực tiễn, giúp các em học sinh thêm yêu thiên nhiên, có thái độ đối xử thân thiện với môi trường, ban giám hiệu trường Võ Văn Kiệt đã xây dựng và thực hiện mô hình trường học em xanh sạch đẹp thân thiện. Được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 mét vuông đất, trước kia là đất hoang, khu vườn sinh thái với đầy đủ chức năng, vườn rau sạch, vườn hoa, cây ăn trái, cây bóng mát. Đây không chỉ là không gian thư giãn vui chơi cho học sinh và giáo viên sau những giờ dạy và học căng thẳng, mà còn là nơi giúp học sinh có những giờ thực hành bổ ích, trang bị kỹ năng sống cho các em. Tôi thấy rằng là cái môn học mỹ thuật trong trường học rất là quan trọng đối với các em học sinh. Tại vì nó tạo cho các em một cái cảm nhận về thẩm mỹ rất là tốt. Đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì xã hội rất quan tâm đến cái vấn đề bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thì trong cái môn học mỹ thuật của tôi thì thỉnh thoảng có những tiết học tôi cho các em ra ngoài trời để các em vẽ. Thứ nhất để tạo một cái tâm lý thoải mái cho các em học sinh khi các em vẽ được ngoài trời. Thứ hai là làm cho các em nó yêu thiên nhiên hơn. Làm cho các em được hòa nhập với lại thiên nhiên hơn. Và trong những tiết học đó thì hiệu quả rất là tốt, tại vì là các em được vẽ những bức theo ý thích của các em. Ví dụ như có những bức tranh phong cảnh, các em ra ngoài trời, các em vẽ, các em tái hiện lại những cảnh vật xung quanh mình. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức tốt. Những năm qua, trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt nghiêm túc triển khai tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường. Trong cái thực hiện chỉ thị 05 này thì nhà trường cũng xây dựng nhiều cái mô hình để cái việc làm này là cần phải thiết thực và phải tự giác làm chứ không phải là bắt buộc làm. Chính vì vậy, trước tiên cái làm theo Bác có nghĩa là cái người đứng đầu phải thể hiện được cái tinh thần đó, phải là người trực tiếp tham gia, rồi trực tiếp chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra. Rồi từ đó anh em cán bộ giáo viên và học sinh sẽ thực hiện cùng chung tay và làm tốt được cái chỉ thị này. Chi bộ trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt đã cụ thể hóa các nội dung của việc học và làm theo Bác thông qua những hoạt động giáo dục như đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, và thực hiện cuộc vận động 2.0. Nhà trường cũng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong các môn học
trong các buổi sinh hoạt tập thể hàng tuần. Bên cạnh đó, chi bộ nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh có cơ hội giao lưu, hòa đồng với mọi người xung quanh và rèn luyện thân thể theo hình mẫu của Bác. Đặc biệt, những câu chuyện về Bác thường xuyên được khắc họa trong các buổi sinh hoạt chi bộ, học tổ chuyên môn và trong mỗi buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Tôi thường xuyên tham mưu với ban giám hiệu nhà trường đề ra những cái kế hoạch thiết thực, ví dụ như là tiếng chống sạch trường thì hoặc là công trình măng non cấp chi đội thì mỗi chi đội sẽ phụ trách một cái khu vực vệ sinh riêng vào buổi sáng hoặc là vào giờ ra chơi thì các em sẽ tự dọn vệ sinh theo các khu vực đã được phân công. Ngoài ra thì liên đội cũng phát động phong trào kế hoạch nhỏ thì bằng cách là chúng tôi thu gom những cái phế liệu hoặc là những cái chai nước, chai nhựa. Ngoài ra một số cái mô hình khác như là ví dụ như là các em sẽ tự bảo quản chăm sóc ở trong lớp, vật dụng đồ ở trong lớp làm sao cho lớp mình sạch sẽ và để giúp các em có cảm giác thoải mái nhất khi mà các em học tập. Đi người giáo viên là một người đi không chỉ lại truyền đạt kiến thức cho các em mà là một người đi dạy bảo các em về đạo đức rồi về lối sống, về kỹ năng sống nữa. Mình phải là một tấm gương sáng để cho các em noi theo. Mỗi đầu năm học, chi bộ nhà trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên và giáo viên đăng ký nội dung phấn đấu học tập và làm theo Bác theo chuyên đề từng năm. Theo đó, năm học 2018-2019, cán bộ, đảng viên và giáo viên trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt đăng ký học và làm theo Bác và xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Và để thúc đẩy phong trào lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý và đảng viên là những người tiên phong thực hiện. Nhờ đó, nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nội bộ, tạo phong cách gần gũi khi tiếp xúc với các em học sinh. Chú trọng bồi dưỡng phát triển đảng viên, chi bộ còn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tích cực, nhiệt tâm phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Trung bình mỗi năm, chi bộ nhà trường đã kết nạp từ 2 đến 5 đảng viên mới. Học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Đào, giáo viên môn văn, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với học sinh và không ngừng trao dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Để học sinh hứng thú hơn với môn học xã hội, cô Đào đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm và vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhờ đó, học sinh chủ động hăng say hơn trong các giờ học, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Thì bản thân tôi với là một cái người giáo viên, tôi cũng học tập được những cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đó là có trách nhiệm trong cái công việc giảng dạy của mình. Thứ hai là biết yêu thương học trò, có cái tinh thần đoàn kết, rồi là giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong công việc. Và từ cái tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đó, tôi học được đó, thì bản thân tôi cũng đưa vào để giáo dục cho các em. Đó là tôi sẽ giáo dục cho các em về cái đó là chúng ta phải sống, phải có trách nhiệm. Thứ nhất là trách nhiệm trong học tập đối với gia đình, cộng đồng, xã hội. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cái học tập và chia sẻ những cái khó khăn với những cái bạn đang còn có những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Với mục tiêu dạy và học có hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập, những năm qua, nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đến nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên bằng việc cử giáo viên tham dự các khóa học, khóa tập huấn do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức. Nhà trường còn tổ chức các tiết hội giảng dự giờ chuyên môn. Qua đây, đội ngũ giáo viên của trường có điều kiện cọ sát, rèn luyện, rút kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên trong trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 100% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng. Năm học 2017-2018, trường có 8 đề tài sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên nhà trường được công nhận cấp thành phố, 1 đề tài sáng kiến kinh nghiệm công nhận cấp tỉnh. Đặc biệt, trong công tác đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường đã quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và trong các hoạt động giáo dục sinh hoạt ngoại khóa. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của thầy trò trường Trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, đến nay trường không có tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp. Hàng năm, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào trung học phổ thông luôn đạt ở mức cao từ 90% trở lên.
Đối với lại trường trung học Võ Văn Kiệt thì về cái triển khai thực hiện theo cái chỉ thị 05 thì một trong những các cái chi bộ mà được đánh giá là hoàn thành rất tốt về cái vấn đề và thực hiện theo cái chỉ thị 05 mà của đảng ủy phường triển khai thực hiện, thì cụ thể là vừa qua thì cái chất lượng của học sinh là đã được nâng lên rất cao, trong đó là có nhiều tấm gương như là về giáo viên là dạy giỏi, rồi một số các em học sinh đạt những thành tích cao trong tỉnh. Được Thành ủy Vũng Tàu bình chọn là một trong những đơn vị xuất sắc của thành phố sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 05. Chi bộ trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Đây chính là cơ sở để tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường thực hiện tốt chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới thì nhà trường chi bộ tiếp tục quán triệt cái chỉ thị 05 đến toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường về cái chỉ thị này, và nhà trường cũng tiếp tục duy trì những cái phần việc đang còn dang dở. Ví dụ nhà trường đang xây dựng cái con tàu biển, và trên con tàu biển có 9 cái khoang đó, thì 9 khoang này mỗi cái khoang ấy thì để cho các em ra các em học tập ngoài trời đó, và cũng mỗi cái khoang này có thể là tìm hiểu về lịch sử của Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, rồi là của một địa phương nào đó chẳng hạn, để các em được trải nghiệm. Rồi nhà trường cũng đang xây dựng một cái tủ sách để trong năm học tới thì các em ra ngoài không gian lớp học các em sẽ đọc. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thầy cô giáo trước hết phải trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện chuyên môn, phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo, phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm và không ngừng học tập để tiến bộ mãi. Cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt càng không ngừng phấn đấu quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thực hiện trọn vẹn sứ mệnh cao cả trong người. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Dân vận vừa là mục tiêu của cách mạng, vừa là phương pháp vận động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực chất của công tác dân vận là xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Dân là nguồn gốc của sức mạnh, là lực lượng vô địch của Đảng, giúp Đảng vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự thật, đã nêu lên nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu của cả hệ thống chính trị là công tác dân vận, và chỉ rõ mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do dân vận khéo mà có. Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc chính phủ và đoàn thể giao cho. Và tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định, thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân. Không những chỉ ra nội dung, nhiệm vụ, mà người còn chỉ rõ biện pháp thực hiện công tác dân vận. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo, xây dựng nhà nước thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Theo người, nhà nước của nhân dân là nhà nước, trong đó nhân dân làm chủ, nhân dân có địa vị cao nhất và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Nhà nước do nhân dân là nhà nước do nhân dân tự tổ chức ra, từ nhân dân mà ra và dựa vào nhân dân mà hoạt động. Nhà nước vì nhân dân là nhà nước phục vụ nhân dân và đem lại lợi ích cho nhân dân, hết sức làm những gì có lợi cho nhân dân và hết sức tránh những gì có hại cho nhân dân. Học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta đã làm tốt công tác dân vận, đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại hội lần thứ 12 của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị nói chung, mỗi cán bộ dân vận nói riêng, phải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp dân vận Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực công tác, đề xuất những chủ trương, giải pháp và chỉ đạo tổ chức thực hiện, giải quyết có hiệu quả nhất những nhiệm vụ đặt ra. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin tạm dừng.
Chương trình do phòng chuyên đề thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt.